nhất là trong những cái thời tiết mà mưa nắng thất thường như thế này, có một chiếc xe chở con cái đi học đi làm thì phải nói là cực kỳ tiện lợi luôn. Máy lạnh thì mát rượi luôn, màn hình thì 9 inch, camera xe, cam hành trình đầy đủ hết. Phía sau thiết kế form dáng rất là đẹp ha, Hyundai Accent, xe gia đình ha, tất cả là nguyên zin hết, tấp bi này kia là còn đẹp, kiến cũng được dán 3M hết rồi. Thì nhan trên gương, gập gương, chỉnh gương, gầm bệ máy móc khô ráo, rô tin thước lái, tất cả mọi thứ ha, chạy nó không xỉa, chạy nó ngon lành là ok. Chào cô chú anh chị ha, thì tiếp tục là hôm nay em sẽ lên tiếp một cái mẫu xe mà bảo đảm với anh chị là nhìn là sẽ thích và nhìn là sẽ mê. Cái dòng xe này được có cái là đời cao mà giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Để cho cô chú anh chị mình về, thứ nhất có thể là đi gia đình, form dáng cực kỳ đẹp. Thứ hai có thể là chạy dịch vụ kiếm thêm được. Tại vì cái dòng này nhìn nó khá là đẹp và thể thao cho nên là đi ra đường được nhiều người rất là thích. Về chạy cô dâu áo cưới cũng được, mà về chạy Grab cũng được. Tại vì xe này đời đến 2019 mà giá chỉ loanh quanh hơn 300 một chút xíu là có xe rồi. Nhìn cái tổng thể bên trong này thì anh chị cũng thấy ha, là đoán được một phần nào đó chiếc xe này là tên gì rồi. Trang bị là hộp số sàn 6 cấp. Cho nên dòng này nếu đi gia đình nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ có là 5 cho đến 6 lít trên 100 cây, nên là đi thay xe máy được luôn. Nhất là trong những cái thời tiết mà coi như là mưa nắng thất thường như thế này, có một chiếc xe mà chở con cái đi học đi làm thì phải nói là cực kỳ tiện lợi luôn. Máy lạnh thì mát rượi luôn, màn hình thì 9 inch, camera xe, cam hành trình đầy đủ hết nha anh chị. Tiếp tục mời anh chị mình bước ra bên ngoài coi là cái dòng xe này là dòng xe gì và giá thì bao nhiêu đi. Thì anh chị nhìn cái bên hông của chiếc xe rồi, anh chị thấy không, đây là một cái dòng xe sedan, form dáng rất là dài, nước sơn là màu trắng. Đây là một chiếc xe đến từ hãng Hyundai nha anh chị nha. Hyundai thì thương hiệu thì anh chị cũng thấy rồi, Việt Nam mình chạy rất là nhiều, cũng khá là nổi tiếng. Cái ở đây của Hyundai là được cái gì anh chị? Thứ nhất là máy móc rất là bền, và cái thứ hai bảo dưỡng của dòng xe này cũng rất là đơn giản luôn, cho nên là đi những dòng xe này khá là yên tâm. Và dòng này là Hyundai Accent, được sản xuất là năm 2019. Giá thì bên em đang bán là 330 triệu. Bạn này là bạn tiêu chuẩn thôi nha anh chị nha. Mâm sẽ là mâm sắt thôi, mâm sắt, nước sơn màu trắng. Này đứng bên ngoài thì trời quá nắng, cho nên là che vô chỗ này mát thì sẽ quay cho nó rõ hơn, để cho anh chị mình thấy là cái chiếc xe này nó đẹp như thế nào ha. Thì đây, mời anh chị đi sơ một vòng đi. Một cái dòng xe Hyundai Accent thì anh chị cũng biết rồi, từ đầu đến đuôi, cho nên là nhìn form dáng thì nó rất là thể thao, nhìn nó khá là bắt mắt ha anh chị. Và xe này được sản xuất là năm 2019 và giá tiền thì bên em đang bán là 330 triệu thôi. Anh chị sẽ sử dụng ngay một chiếc xe Hyundai Accent bản tiêu chuẩn như thế này, trang bị hộp số sàn. Cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là ấn tượng, máy chỉ có đó 1.4 thôi, 5.5 lít, 6 lít trên 100 cây. Nhìn về phía sau, thiết kế form dáng không? Rất là đẹp ha, Hyundai Accent. Biển số 62 Long An. Bên em sẽ là bao rút hồ sơ nha, anh chị ở các tỉnh thì cứ yên tâm. Anh chị nào ở Sài Gòn cũng được luôn. Riêng cái đợt này được có cái là chủ trương mới ra bây giờ đó, chính sách mới ra bây giờ rất là lợi thế cho những chiếc xe mà tỉnh như thế này nhập về thành phố Hồ Chí Minh. Cái dòng xe Hyundai Accent này thì nó là một cái dòng xe sedan, cho nên là được cái thế ngồi bên trong rất là rộng rãi và thoải mái anh chị ha, khá là rộng. Cái hàng ghế bên trong rất là rộng luôn, từ bên trên cho tới đằng sau này. Hàng ghế trước nè cũng rộng nè, hàng ghế sau cũng thoải mái nè, và có thêm một cái hộc nhỏ phía sau này nữa, nên là ngồi rất là mát và thoải mái luôn. Thiết kế bên trong nội thất thì nó sẽ có tông hai màu, một màu là đen và màu kem, hai màu nhìn nó rất là nhã nhặn luôn ha. Còn bên trên này thì được chủ nhân trước là coi như là bọc lên cái trần 5D ha. Nếu mà cái trần nỉ rin á, thì nó là ok hơn, nhưng mà nhiều anh chị thích là khoái là như thế này, kêu là nó mát mẻ gì đó thì em không biết, nhưng mà có cái là nếu mà được trần nỉ rin thì em sẽ thích hơn, tùy thôi mọi người. Còn về cái vấn đề mà cái xe mà nó chất lượng ra sao thì mời anh chị đi sát sâu vô bên trong. Đây kêu chị, xe thì bên em về em kiểm tra rồi, hồi nãy em cũng có coi sơ qua một vòng rồi, xe thì kêu chị tất cả là nguyên zin, xe gia đình ha, tất cả là nguyên zin hết. Tấp bi này kia là còn đẹp, và kiến cũng được dán 3M hết rồi. Đây cho anh chị mình xem cái phần keo chỉ của cánh cửa sau bên phụ vậy ha, keo chỉ nó nguyên bản ha. Chút xíu em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình coi cái phần gầm luôn, để coi là mình xem xét coi là cái phần gầm của nó sẽ như thế nào ha. Đây keo chỉ như cánh cửa bên này cũng vậy luôn.
nước sơn trong này, sơn zin này, có nước sơn bên ngoài là có dặm rồi nha anh chị. Rồi tiếp tục mình sẽ đi sâu như này. Nói chung là những cái xe mà đời này, xe gia đình đi thì anh chị yên tâm rồi, mọi chức năng mọi thứ ha, hoạt động là ok hết trơn tru. Mấy ốc này cũng không có dấu tháo, ốc không có dấu tháo ha. Đó liền là rồi. Bây giờ tiếp tục là thêm cái nữa, đó là phần cốp. Thì những cái dòng xe sedan nó được có cái là cái cốp khá là thoải mái và rộng rãi, cho nên là khi mình có đi chơi, đi du lịch hay đi đâu, mình có thể là tha hồ mình để đồ ở cái cốp này. Thì đây mời anh chị, nói chung là đồ đạc của cốp này của chủ trước nè anh chị, mấy cái chùm áo nè nó còn luôn, thì em cứ để như vậy, nếu anh chị xài thì mình sẽ chùm ha, chứ khỏi mất công mình mua, còn nếu không thì bỏ ra mai mốt mình mua cái mới bỏ vô, cho nó tùy. Còn bên dưới này á, thì sẽ có là bánh sơ cua, bánh sơ cua đồ nghề ha, bọng sàn thì sáng trưng, lấy đời cao nè, nói chung là để một cái mục là không có mục được đâu anh chị. Còn xe tất nhiên là keo chỉ phía sau này cũng vậy, là nguyên bản, với trên này là nguyên bản luôn ha. Là gọi là một cái dòng xe mà đời cao, giá hợp lý, có thể là ai cũng có mua được về để sử dụng gia đình được, gia đình đi cũng ngon, chạy dịch vụ cũng được, chạy ráp cũng được, nói chung là làm bất kể cái gì trên cái xe này đều được hết. Tại vì cái lý do là duy nhất một điều nó là form dáng đẹp, form dáng nhìn rất là lịch sự. Cái thứ hai á, là coi như là tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, và máy móc á, lại bền, nên là được rất là nhiều anh chị và người Việt Nam mình ưa chuộng. Dân Việt Nam mình thì rất là chuộng những dòng này. Xe thì sẽ là mâm sắt nha, các bạn tiêu chuẩn này mâm sắt. Vỏ xe thì nói chung là cũng được, vỏ xe này tệ quá. Cái xe này nếu mà anh chị nào lấy ha, chắc là em phải hỗ trợ thêm cái cặp vỏ này, cái này vỏ xấu quá. Rồi còn bên này, cánh cửa sau bên tài này, này keo chỉ đây cũng vậy, là nguyên bản nè, nguyên bản đó ha. Nói chung là mọi thứ thì còn rất là liền lạc, chỉ có cái gì nó cũng đẹp hết, là chỉ có mỗi cái vỏ này là em thấy là nó xấu thôi. Chị nào lấy thì chắc là em sẽ hỗ trợ cho một cái cặp vỏ ha. Đây tiếp tục bên trong cái buồng lái, khoang lái. Cái dòng này dòng tiêu chuẩn thì nó cũng chả có gì hết anh chị, có màn hình cam ve rồi máy lạnh, rồi vô lăng này thì trợ lực, vô lăng này trợ lực điện rất là nhẹ, có lại số trên vô lăng đô ghi là 69.000. Còn bên này, bên cánh cửa tài này thì nó sẽ có là xi nhan trên gương, có gập gương, xi nhan gương, gập gương, chỉnh gương. Cánh cửa tài ha, cánh cửa kiến dáng 3M rồi. Anh chị mà đứng ở ngoài đó là coi như là nhìn là sẽ không bao giờ thấy ở bên trong này đâu. Còn keo chỉ cánh cửa thì cũng nguyên bản, keo chỉ là nguyên bản ha. Rồi tiếp tục, bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần máy, xem cái phần động cơ. Đăng kiểm thì dài lê thê anh chị ơi, đăng kiểm đến tháng 5 năm 25 nữa, rất là dài. Đó, cục máy, máy 1.4 nha anh chị nha, máy xăng 1.4. Máy móc xe này thì máy zin nguyên bản, máy móc nguyên zin, bên em về là bảo dưỡng hay nhớt mới cho anh chị. Thứ hai, gầm bệ ha, bên em chạy thử, nếu mà ok em sẽ kiểm tra. Nói chung là làm sao mà anh chị mua về là có một cái xe là đổ xăng vô là đi thôi. Còn phần đầu xe này cũng vậy, đầu xe ok ha. Đó. Bên này keo chỉ bên trên này cũng vậy, keo chỉ trên này cũng vậy, keo chỉ nguyên bản, keo chỉ này trên này nguyên, dưới này ha, ok hết. Nói chung là phần đầu, phần đuôi và tất cả cánh cửa luôn thì không có nào một cái dấu hiệu nào mà cấn đụng vậy ha. Chị những cái xe mà cái đời này thì anh chị biết là nó xài 2019 mà xài cũng vài năm rồi, thì nói chung là xước xác bên ngoài thôi, có dặm rồi, có chạy chụa thì có dặm thôi, chứ còn thật sự mà nặng thì không có anh chị ha. Form dáng thì anh chị nhìn ha, form dáng rất là đẹp luôn. Bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng và bao rút hồ sơ cho anh chị. Anh chị nhập hồ sơ của các tỉnh luôn ha. Nếu mà chiếc xe này nó khoảng chừng đâu đó là 7 đến 8 triệu là ra tên chính chủ rồi, về mình đi.
con dán thì không che, về đi gia đình che nắng che mưa chở con cái đi học đi làm thì rất là tiện luôn. Giá là 330 triệu, có bớt cho anh chị luôn nha khi anh chị lên xem xe. Thì bây giờ em sẽ coi như là chạy qua anh kia nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình xem cái phần gầm cái nữa ha, là để coi là cái gầm nó sẽ như thế nào. Tiếp tục là bây giờ là sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình xem. Nói chung là những xe mà đời cao như thế này thì nói chung là khỏi nâng lên cũng được, nhưng mà thôi cứ nâng đại lên, sẵn có cầu thì cứ nâng lên cho anh chị mình ngó luôn. Nhiều khi anh chị mình ở xa thì mình có thể là mình xem qua video mình chốt luôn đó, em ra tới tận nhà cũng được. Như mấy cái vỏ xe này là ngon nè, như cái vỏ bên này là ngon nè đó, ok nè. Nhưng mà cái vỏ bên này là tệ nè đó, vỏ bên này là xấu nè đó. Cái này là anh chị nào lên là em hỗ trợ cho anh chị ha. Gầm bệ thì nói chung là những xe này thì ok rồi, không có gì bàn hết. Anh chị ha, đi sâu lên trên luôn em. Nói chung là gầm bệ máy móc khô ráo. Anh chị mình cứ lên xong cái mình trải nghiệm, mình chạy thử xong cái nó sau đó là nâng gầm lên cho anh chị mình ngó luôn. Nó quan trọng là mình chạy là cái rô tin thước lái, nói chung là tất cả mọi thứ ha, chạy nó không xỉa, chạy nó ngon lành là ok. Còn gầm cái này là được rồi. Nói chung là nếu mà anh chị mua mình khỏi cần phụ gầm luôn, tại vì xe mình xài kỹ mà. Trừ khi những cái vùng nước mà coi như là nước biển, nước mặn á thì mình nên phụ gầm. Mình ở những cái nơi mà bình thường thì cũng không nên, cứ để vậy cho nó sạch. Dù khi đó lâu lâu cái là đi rửa rồi, cái là xịt là sạch là được rồi. Xe thì anh chị thấy là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ha, thì nói chung là không có một loại gì hết. Đó, anh chị nào mà đang quan tâm đến cái dòng xe mà Hyundai Accent ha, tiết kiệm nhiên liệu, form dáng đẹp, giá tiền lên quanh là 330 triệu đời 2019, thì hãy nhấc máy alo liền cho anh em. Nói chung là anh chị ở đâu thì cứ đến trực tiếp ngay số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để được xem xe trực tiếp. Và thứ hai, anh chị có thể là gọi qua hai đầu số hotline, đó là 077-5522 hoặc là 0988-154, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị kỹ về chiếc xe này hơn anh chị ha. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ha, những video tiếp theo.